tên là Khoa, thì em qua Mỹ thì em có đi học khoảng 3-4 tháng thì thôi, rồi sau đó em mua nhà hàng em làm, thì sau đó đi về Neo thì em mới có một cái người bạn chia sẻ về cái máy nước này. Thật sự là em đã biết trên TV đã nói về cái này rồi, thì cái người đó nói có cái này hay lắm, là cái cô này nè, cô nói có cái này hay lắm, thì em tới là em coi cái demo, thì thật sự em nghĩ là cái máy này rất là hay, là làm gì cái demo nó good quá, rồi em mua cái máy xài thôi. Thì mẹ em bị đau nhức khớp xương, thoái cột sống, thì uống cái nguồn nước này thì nó hết cho mẹ em hết. Thì từ lúc đó là em mới đi chia sẻ cho bạn bè này kia nọ, rồi sau đó em thấy wow, tiền ở đâu nó gửi về, thì từ lúc đó là em mới bay qua anh Dược Sĩ Đăng. Em học 2 ngày thì 6 tháng sau thì em đã biết em có sự thành công. Thì em từ cái lúc em mua máy tới bây giờ là khoảng một năm mấy gì đó, thì thật sự là bây giờ em đã có tiền lifetime. Thì em cũng mong muốn là anh chị đã tới đây rồi nên tìm hiểu cái cơ hội này. Thật sự ngày xưa mình uống nước đó, mình lại tốn tiền mà mình lại sức khỏe không tốt. Ngày nay thì mình uống nước lại có tiền mà lại có nhiều sức khỏe nữa. Cho nên em cũng mong muốn anh chị nên tìm hiểu cái cơ hội. Cái cơ hội này phải nói là rất là lớn. Cảm ơn anh Khoa. Và người kế tiếp là chị Anna Chow. Được biết chị là một người kinh doanh về ngành địa ốc đó chị, và chị rất là thành công. Phải nói là ở dưới Dallas, Texas này ai cũng đều biết chị về cái ngành địa ốc. Nhưng mà với cái ngành địa ốc của chị và cái kinh doanh về cái công ty này chị, cái nguồn nước Kangen, thì chị thấy khi mà chị đi vô cái Kangen đó, chị thấy như thế nào nó so với cái ngành địa ốc của chị? Và ngày hôm nay với cái thời gian rất là ngắn, chị đã được thành công trong cái công ty này, thưa chị. Cảm ơn chị nha. Xin chào tất cả các anh chị tối nay đã tới đây không quản trời mưa nha. Em là thì làm bên địa ốc 25 năm, rất là bận rộn, và đồng thời em là cũng có đau khớp xương tay và đau vai và đau lưng, đồng thời đau bao tử nữa. Khi Khoa tới chia sẻ với mình đó, mình nói Khoa là Khoa ơi chị bận lắm, chị không làm cái gì đâu. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái demo đó thì mình nói với Khoa là ok, mua cho chị 2 cái máy, mua lập tức luôn, tự vì mình rất là chú trọng về cái sức khỏe. Tự vì mình có sức khỏe đó thì mình có tất cả. Tự vì khi mà mình mạnh khỏe thì mình có 1000 điều mơ ước. Khi mà mình bị bệnh xuống đó, mình chỉ có một điều mơ ước duy nhất là làm sao cho tôi mạnh khỏe lại. Thành ra là mình muốn ngăn ngừa cái bệnh tật, và đồng thời nữa là mình điệu lắm, mình thích đẹp. Rồi Khoa nói chị ơi cái nước này nó đẹp lắm này, số 6 này, mình chỉ mê cái thứ nhất là khỏe và trẻ đẹp, là bắt đầu mình mua liền. Nhưng mà không ngờ khi mà Anna uống được chừng 3 tuần á, thì cái cơ thể của Anna nó hoàn toàn bình phục lại những cái bệnh mà đau nhức khớp xương tay, lưng và đau bao tử. Thì Anna rất là có một cái niềm tin đó đi chia sẻ cho mọi người. Tự vì đó, khi mà cái mình cái có cái đầu tốt thì mình đi chia sẻ cho mọi người, đó là mình mang đến cái phước lành cho mọi người, bạn bè mình và chính bản thân mình nữa. Mà không ngờ đó, khi mà mình chia sẻ có 5-7 người thôi, rồi ở dưới Anna có mấy bác sĩ đó, rồi dược sĩ cũng có luôn. Đây có dược sĩ Hạnh nè, và có rất là nhiều những doanh nhân. Và đồng thời khi mà mình không ngờ là cái check nó về ùn ùn luôn, mình không biết luôn. Tự vì đi Thái Lan về đó, nó gửi cho mình 106 cái check. Mà em làm địa ốc 25 năm rồi, khi mà em mới làm cái này có 10 tháng thôi, nhưng mà bây giờ có tiền về hưu là một nè, rồi đi chơi cũng vẫn có tiền, chứ không phải lái xe cực khổ đi, lái xe đi mỗi ngày phải mới làm ra tiền. Thành ra các anh chị nên có một cái nguồn nước tốt cho chính bản thân mình và cho bạn bè và cho gia đình nhà mình, con cái mình, để phòng ngừa hơn là chữa bệnh. Thì em là rất là mong muốn các anh chị có một cái nguồn nước này càng sớm càng tốt nhé. Và đồng thời cái bên đó nó còn có tiền nữa, đi chơi cũng có tiền, mà đi uống nước cũng có tiền, mà ngủ cũng có tiền nữa. Tại vì khi mà mình ngủ là các nước người ta đang hoạt động, thì khi mà em là mới vô đây có 10 tháng bây giờ đó, là hệ thống của em là có 20 nước khác nhau rồi, chưa đi country. Dạ, ok, xin cảm ơn các anh chị và chúc một tối thật là vui vẻ. Dạ, thank you.
từ chị Anna. Và cái người kế tiếp là chị Diễm La đến từ Virginia. Thì với một cái kinh doanh nào, đúng không chị? Ai cứ thường cái câu trả lời của mọi người là: wow, tôi bận lắm, tôi làm một chót thôi là tôi đã không có thời gian rồi. Nhưng mà với chị Diễm là hình như là em biết chị cũng là một doanh nhân về nail, có tiệm nail. Cái side job của chị là S&S. Và cộng thêm cái công ty Anature, với cái công ty Anature, trong 16 tháng chị đã được cái money for life rất là chuẩn cho gia đình. Thì một người nhỏ bé như chị thì em không hiểu tại sao, không biết tại là chị có cái thời gian nhiều như vậy và chị làm với tất cả ba cái công việc đó đều tốt và đều thành công, thì chị có cái bí quyết gì chị có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở đây không, thưa chị Diễm La? Em cảm ơn chị Chi. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị ha. Thì thật sự là trước khi mà làm công việc này là em cho làm trong ngành nail trên 15 năm. Và cái job thứ hai của em là em trainer cho S&S. Và thật sự là mấy anh chị biết là em khi mà em làm kinh doanh đó là cái job thứ ba của em thôi. Nhưng mà khi mà trong lúc mà em làm hai cái job kia đó, là thật sự là luôn luôn lúc nào mình cũng muốn tìm một cái cơ hội để mà mình không phải quá bận rộn với công việc hiện tại của mình. Dù rằng mà mấy anh chị biết là dù rằng em là một cái người chủ tiệm nail đi chăng nữa, thì mỗi ngày em phải ra tiệm là maintain cái tiệm phải 10 tiếng và 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và thật sự là em không, hoàn toàn em không bao giờ em muốn là em phải làm việc như vậy mà tới 65, 67 tuổi. Em rất là muốn là mình có rất là nhiều thời gian cho con cái và gia đình của mình, và ngay cả bản thân của mình cũng vậy. Mình muốn khi mình qua Mỹ thì mình cũng có cái thời gian cho bản thân mình để mình có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà thật sự là khi mà làm, trước khi làm kinh doanh là cũng em cũng tìm hiểu rất là nhiều cái network khác nhau. Nhưng mà khi mà làm trong công việc này thì em thấy được là mình chỉ xài một cái máy nước cho sức khỏe gia đình của mình, và đồng thời công ty nó cho mình một cái cơ hội kinh doanh. Và công ty nó hoàn toàn nó không bắt buộc mình là phải mỗi tháng mình maintain hàng tháng. Và công ty nó cho mình là cái tiền money for life, là cái tiền mà em luôn luôn tìm kiếm. Và khi mình lên bất cứ một cái title nào đó thì mình hoàn toàn không có rớt chức. Và thật sự là với em tới thời điểm này thì em rất là thích công việc này. Tại vì là chỉ có hai điều thôi. Điều thứ nhất đó là sức khỏe. Với em thì nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc nữa. Tại vì gia đình em là mất ba em rồi, 20 năm rồi. Và đến lúc bây giờ khi mà mình có tiền rồi, mình cũng không bao giờ mình tìm lại cái những cái gì mình có thể trả hiếu lại cho ba của mình. Thì khi mà mẹ sử dụng cái nguồn nước này, trong vòng 2 tháng mẹ em có kết quả là mẹ không còn uống thuốc mỡ trong máu nữa. Thì mẹ em và em giúp được rất là nhiều những người thân xung quanh trong cái thời gian ban đầu. Và từ lúc đó thì cái business mình tự động nó, người này xài tốt, người tự động người kia giới thiệu ra, thì thành một cái business. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà em làm công việc này thì em cảm thấy rất là một cái điều mà mình không thể nghĩ là khi mình qua nước Mỹ làm có một công việc nào mà nó không đòi hỏi cho mình là bằng cấp, không đòi hỏi cho mình tiếng Anh, và không đòi hỏi mình là phải chuyên ngành, bất cứ là phải không biết máy tính mình vẫn làm được công việc này. Đó là một cái cơ hội cho ngay cả bản thân của em, khi mà qua Mỹ mình không có tiền và mình không giỏi, mình vẫn làm được công việc này. Cho nên em rất là mong là mấy anh chị, khi mà mình sử dụng được nguồn nước, mấy anh chị hãy nắm bắt cơ hội. Mình có thể là ở bất cứ một vị trí nào, hoặc là mình ở bất cứ một cái nước nào, mình có thể, gia đình mình có thể làm việc chung và mình có thể thành công được. Em xin hết. Quá tuyệt vời, thank you dễ. Và người kế tiếp là chị Nancy. Cũng được biết chị là một chủ tiệm nail trên 30 năm, đúng không chị? Thì với cái công việc là chủ tiệm nail, em thấy nó đã thành công rồi. 30 năm trong cái ngành nail mà được làm chủ thì em thấy nó quá tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà cái cơ duyên nào chị lại chọn cái network, và cũng như là mọi người đây, là chị lại thành công với cái money for life là 10.000 một tháng, đúng không chị? 5.000, nhưng mà em nghĩ là chị có ba cái account là chị phải có hơn cái tiền đó rồi. Dạ thưa chị, thì chị có thể chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây là chị vừa làm chủ, chị ở trong tiệm nail, thì chị có cái thời gian như thế nào để mà chị chia sẻ cái nguồn nước hay nhìn, và chị đã thành công như ngày hôm nay. Chị cảm ơn chị đặt câu hỏi này cho chị không? Em xin giới thiệu, em tên là Nancy Đòn, đến từ California. Xin chào các anh chị có mặt ở khán phòng ngày hôm nay, anh chị ở Dallas. Cũng vì chính trả lời câu hỏi của em là cũng vì chính 30 năm làm nail, đó là lý do chị phải kiếm chuyện khác chị làm.
cũng giống như anh Tiễn chia sẻ đó, mình làm cái ngành nail nó giúp cho mình rất là nhiều, có rất là nhiều income, nhưng thực sự nó chôn vùi cái thời gian mình quá nhiều trong cái tiệm nail. Thì tuổi con mình còn nhỏ, mình cũng không có thời gian, cho nên thành ra là mình lúc nào cũng tìm kiếm cái gì để mình thay thế công việc mình làm. Thì Ngọc cũng vô làm rất là nhiều cái network khác nhau mà không có network nào nó thành công hết, cho đến khi Ngọc được chia sẻ cái nguồn nước này thì cũng vì cái bệnh của mình thôi. Tại vì mình lúc đó mình nghĩ là nếu như cái nước này nó giúp cho sức khỏe, Ngọc bị bệnh thấp khớp nặng nha, tại vì làm nail quá lâu, cho nên thành ra mình cũng muốn trải nghiệm cái nguồn nước này để coi nó có giảm được cái bệnh của mình không, bởi vì mình dùng những cái loại thuốc rất là mạnh cho cơ thể của mình và mình cũng không muốn tiếp tục phải cứ xài như vậy suốt cuộc đời của mình. Cho đến khi Ngọc trải nghiệm nguồn nước này được 6 tháng thì cái bệnh của Ngọc hoàn toàn là hết, cho nên lúc đó nó tạo cho mình có thêm cái niềm tin. Và sẵn mình cũng đang muốn kiếm một cái gì thay đổi cuộc sống của mình, cho nên Ngọc đã đi vào cái công ty này và tìm hiểu cách trả thưởng của công ty và những cái mô hình làm việc của công ty. Thì sau khi mình tìm hiểu ra thấy thì đây là một cái công ty quá tuyệt vời, không đòi hỏi mình gì và cứ như vậy mà mình làm. Cho nên Ngọc đã gia nhập và chỉ làm trong có 3 tháng là Ngọc đã bán cái tiệm nail ước mơ mà bao nhiêu năm nay mình không dám nghĩ tới, bởi vì mình buông cái tiệm là mình không có tiền. Nhưng mà bởi vì vô đây được 3 tháng và Ngọc đã được lên thay đồ 6A thì mình cũng có chút đỉnh tiền và bán cái tiệm và full time với công ty này. Thì về đây đã được 3 năm. Yeah. Cho nên hôm nay Ngọc đến đây đứng đây chia sẻ với các anh chị ở Dallas. Thì Ngọc giống như trời đã mưa mà ngày thường anh chị đã có mặt ở khán phòng ngày hôm nay, thì ban tổ chức cũng như các anh chị bên đây rất cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian đến đây. Và khi đã đến đây rồi thì Ngọc cũng hy vọng các anh chị nắm lấy cái cơ hội này. Đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời mà Ngọc nói thẳng là cơ hội có 102. Hy vọng anh chị đừng bao giờ buông cái cơ hội này. Cảm ơn chị Nancy. Và người kế tiếp là chị Kim Võ đến từ Canada. Thì theo em biết đó là chị là một doanh nhân về ngành nhà hàng đúng không chị? Thì chị có rất là nhiều nhà hàng ở bên Canada, cũng là một người rất là thành công. Thì với nhà hàng thì em biết là như là rất rất là bận rộn ha. Thì cũng giống như chị Nancy Đoàn và tất cả các anh chị ở đây, thì cái cơ duyên nào và nó đưa chị tới cái nguồn nước Kangen và chị lại thành công và thành công ngoài cái sức tưởng tượng của em là một người chủ nhà hàng lại thành công trong cái network, thì chị có thể chia sẻ với tất cả chị em ở đây cái cảm nghĩ của chị cũng giống là cái con đường của chị. Cảm ơn chị. Trước hết thì cho mình xin gửi lời chào tất cả anh chị em có mặt hôm nay. Thì mình đến từ Canada, thì mình tham gia cái công việc này cũng một khoảng thời gian với Nancy Đoàn. Lúc đó thì tình cờ là bởi vì công việc nhà hàng, thì mình xin đính chính là mình có một cái nhà hàng thôi mà làm muốn chết rồi. Thì mình làm hơn 10 năm ở trong cái nhà hàng đó, thì mình cũng là một cái người đầu bếp chánh ở trong cái nhà hàng đó. Mình làm mười mấy năm thì toàn bộ cơ thể mình giống như là nửa người mình là giống như bị liệt luôn vậy. Nguyên một cái cánh tay là không có dở lên, nó giống như là nó bị tê, bị đau nhất. Thì mình mới đi tìm những cái dược thảo mình uống. Thì mình uống dược thảo thì nó bớt, nhưng mà mỗi tháng mình phải sử dụng khoảng 300 đồng tiền dược thảo thì mới có thể là làm việc nổi. Và lúc đó mình đi tìm hiểu về cái dinh dưỡng thì mình biết được là người ta giải thích cho mình biết đó là tại vì đồ ăn của mình bây giờ không có ăn được đồ ăn organic. Thì mình ăn uống như vậy là đã, người ta trồng mau lớn quá, người ta nuôi mau lớn quá, thì nó đã không có dinh dưỡng, đủ dinh dưỡng rồi. Mỗi một ngày mình thiếu một chút thì lâu dần á mình khô cạn dinh dưỡng trong cơ thể mình. Và kèm theo đó là đồ ăn bây giờ người ta bỏ quá chất vào, cho nên là mình kèm theo những cái độc tố mỗi ngày mình đưa vô cơ thể mình. Thì mình uống dinh dưỡng có nghĩa là mình bồi dưỡng là những cái khoản dinh dưỡng mà mình đã bị thiếu hụt mỗi ngày, thì mình mới có đủ sức để mà lao động tiếp tục. Thì mình suy nghĩ hồi đó mình mới có trên 40 tuổi mà sao mà tệ quá, mà cha mẹ mình hồi trước thì làm việc cực hơn mình nữa mà sao đâu có sức khỏe đâu có tệ dữ vậy. Thì người ta giải thích mình kiểu đó, thì mình mới suy nghĩ lại là cái thế hệ sau mình, con mình thì nó sẽ gặp những gì nếu bây giờ nó ăn đồ ăn không có được organic cho tới nó 40 tuổi thì chuyện gì xảy ra với nó. Nhưng mà con mình thì mình ép nó uống dinh dưỡng, nó không uống. Thì lúc đó dược sĩ Đăng mới nói với mình đó là chị cho nó uống nước này nó cũng bồi dưỡng lại được, tại vì nước này có chất chống oxy hóa rất là mạnh, thì nó cũng phòng ngừa được ung thư cho nó. Thì lúc đó mình mua cái máy là chỉ để sử dụng thôi, và mình không có hoạt động nhiều, bởi vì mình ngồi một chỗ mình phone
khi mà mình uống cái nước là mình thấy hay quá, mình chỉ phone trong vòng 2 năm đầu mình chỉ ngồi một chỗ mình phone thôi, mình phone mình chia sẻ người này người kia, rồi bạn bè, từ từ cái hệ thống của mình giống như là sanh đẻ không có kế hoạch, tự động nó lan truyền ra. Bây giờ mỗi nơi đều có những người dưới hệ thống của mình, thì bây giờ ép mình phải đi, giống như lần đây là lần đầu tiên mình tới Texas và mình đã có những người đau lai bên này đã 2-3 năm rồi mà mình không có chăm sóc họ, mình không có qua, thì mình thấy những cái người đau lai của mình họ giống như là bơ vơ, thành ra ép buộc mình phải đi qua như vậy. Và mình chỉ bay trong vòng mới có 1 năm nay thôi, 2 năm đầu là hoàn toàn mình chỉ ngồi một chỗ mình phone thôi. Cho nên các anh chị biết cái công việc này rất là dễ dàng, nếu mà mình cảm nhận được cái nguồn nước này tốt cho mình á, thì mình có thể, nếu mà các anh chị thường xuyên tích cực giống như anh chị này thì lên chức rất là lẹ và làm rất là có tiền. Và nếu mà không có điều kiện đi nhiều á, làm giống như mình cũng thành công, bởi vì công việc này không có đòi hỏi thời gian và cũng không có đòi hỏi là mình phải bán một tháng có bao nhiêu thì mới giữ được cái thai thò. Và tất cả chúng ta đều có thể làm được. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Cái đến là anh Dược Sĩ Đan đến từ Cali, thì hình như là em được biết là thành công ở những anh chị về kinh doanh đúng không ạ? Nhưng mà với anh là một dược sĩ thì em biết là biết nhiều bệnh nhân hơn là về kinh doanh, nhưng mà với cái kinh doanh hệ thống này thì anh lại thành công, mà phải nói là thành công trên đỉnh thành công, cũng là cái người Việt Nam đầu tiên thành công với cái chức vụ là 6A2-4. Thì anh có thể là chia sẻ cho tất cả các chị em ở Dallas này cái con anh đã cảm nhận như thế nào, và anh đã chia sẻ cái nguồn nước này như thế nào, và để cái sự thành công của anh ngày hôm nay. Thưa anh Dược Sĩ. Trước khi trả lời câu hỏi thì anh cảm ơn chị rất là nhiều đặt câu hỏi này, và gửi lời tri ân đến tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi khán phòng ngày hôm nay. Không ngờ là còn rất nhiều anh chị em còn ở đây để hưởng ứng cho đội nhóm Khánh Kinh Việt Nam toàn cầu, thì đang rất là vui. Và trở lại câu hỏi của em, thì các anh chị biết là làm cái nghề dược sĩ thì mình phải tiếp xúc bệnh nhân rất là nhiều và thấy được cái nỗi đau của bệnh nhân qua những cái bệnh tật. Thì hồi nãy anh có trình bày đó, qua cái việc sử dụng nguồn nước Khánh Kinh này cũng chia sẻ mọi người, thì có rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam nói riêng cũng như cộng đồng khác nói chung thì họ hưởng ứng rất là nhiều. Và chính vì thế mà nguồn nước Khánh Kinh lan tỏa khắp mọi nơi. Khi mà anh đi cái sự kiện cách đây gần 4 năm về trước, chỉ có 3 thành viên trong nhóm anh thôi, nhưng mà anh tới một sự kiện anh thấy có rất là nhiều người lớn tuổi và họ nói những câu chuyện mà họ đã hồi phục bệnh tật từ cái việc sử dụng nguồn nước này. Thì và đặc biệt là họ còn làm kinh doanh nữa. Thường thường mấy người đó là đa số em biết tuổi về hưu, người ta chỉ ở nhà chăm sóc con cháu thôi. Nhưng mà anh hỏi họ thì họ nói là họ rất thích đam mê cái công việc này, bởi vì họ chia sẻ bạn bè của họ. Và ngoài ra họ có những cái tiền thưởng riêng nữa. Và đặc biệt họ còn giới thiệu con, cháu, anh em trong gia đình làm luôn. Và mình thấy nhiều cụ mà 80 tuổi trở lên sân khấu lãnh check rất là nhiều, mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Cho nên anh nói với anh Tân là sản phẩm thì phải là rất là tuyệt vời và cơ hội cũng rất là dễ làm. Và sau đó khi nghiên cứu về các mô hình trả thưởng thì em nói Tân, trời, anh bất ngờ quá. Ông Hồ Siro quá rộng rãi chi ra hết tất cả tiền thưởng cho tất cả chúng ta. Ông chỉ lấy một số lượng rất là nhỏ, chỉ khoảng 3-5% thôi, còn bao nhiêu để chia cho những anh chị em chúng ta là cái người truyền tại cái nguồn nước này đến mọi gia đình. Và em biết là học một ngành dược là anh phải mất hết 8 năm mượn nhiều tiền, mượn student loan của chính phủ, cũng như là nhiều lúc mình sợ mình học không nổi, mình bỏ cuộc, mà sợ mắc nợ. Thì khi mà ra làm thì lương cũng khá cao so với những ngành nghề khác. Nhưng mà làm một thời gian mình rất là sợ, bởi vì mình thấy những người dược sĩ mà hơi lớn tuổi một tí là bị đuổi việc, bị lay off. Cho nên là mình không biết, mình nói chết rồi, chắc mình phải tìm cách gì đó để làm thêm, chứ không lỡ chuyện gì xảy ra là ai trả tiền nhà, nhà mình chắc bị nhà băng kéo quá. Thì cái cơ hội tới, mà đầu tiên là việc sử dụng cái máy nước thấy tốt, rồi mình chia sẻ một số người trong gia đình, và sau đó thì bắt đầu làm kinh doanh, bắt đầu chia sẻ. Thì bắt đầu chỉ có 3 người thôi mà bây giờ đã lan truyền ra toàn thế giới. Có hơn 33.000 thành viên rồi, hơn 33.000 thành viên trên toàn thế giới, đủ tất cả các nước. Nhóm Việt Nam cũng có, nhóm người Hoa Kỳ cũng có, gốc Mỹ, Hy Cô cũng có, rất rất là nhiều người từ mọi sắc màu,
khác nhau, dân tộc khác nhau, từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ mọi ngành nghề hết. Và anh thích nhất cái cơ hội kinh doanh này mình chia sẻ cho mọi người là mình thấy mọi người đều có cơ hội thành công như nhau với nhau hết. Không kể là cái người đó là có bác sĩ hay dược sĩ hay là y tá, mà những người thợ nail hay là những người làm nhân viên, công nhân vẫn có cơ hội để thành công nữa. Cho nên anh rất là thích, lúc mình muốn giới thiệu bạn bè mình học dược sĩ, mình thấy rất là khó để lấy ngành, lấy cái bằng dược sĩ. Nhưng mà với cơ hội này không đòi hỏi bằng cấp, miễn làm sao chúng ta có niềm tin vào cái nguồn nước điện giải này thôi. Và sau đó mình bắt đầu chia sẻ từng gia đình một thì cái tự nhiên thành công sẽ tới với mình. Và rất vui được sự hưởng ứng của tất cả các anh chị em có mặt ngày hôm nay. Và anh rất thích câu nói của anh Toàn, đó là biết nước khen gần là một cái duyên, nhưng mà được sử dụng uống nguồn nước khen gần cũng như bắt nắm cơ hội của công ty Natric là một cái phước. Và đang muốn cái phước này cho tất cả chúng ta đều, ai cũng được bắt trọn vẹn. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Nữa, và chúc anh luôn thành công để mà có cái sức khỏe để mà giúp cho đội nhóm Việt Nam toàn cầu. Cảm ơn anh Đăng. Và người kế tiếp đó là anh Tăng Nguyễn đến từ California. Thì em được biết anh Tăng là một trong những doanh nhân về giống như là kinh doanh truyền thống, cũng như là anh đã làm rất là nhiều về cái ngành network, đúng không anh Tăng? Thì anh có thể chia sẻ là những cái network khác và những cái network này nó có khác biệt gì, và anh có gặp khó khăn gì, và trong cái với cái công ty Enagent anh lại thành công, và thành công rất là ngắn, cũng như là một người Việt Nam đầu tiên đã đạt được cái chức vụ là 6A2-4 với anh Đăng. Thì anh có thể chia sẻ cái cơ duyên và cái con đường anh đi với cái công ty Enagent. Anh cảm ơn chị để cho anh một lần nữa để chia sẻ về bản thân mình. Thì Tân cũng một lần nữa, Tân xin cảm ơn tất cả các quý vị ở Dallas. Tới giờ phút này chắc cũng trễ lắm rồi mà quý vị vẫn còn ngồi như vậy á. Thật là rất là vinh dự cho ban tổ chức của tối nay. Trở lại với câu hỏi của Chi. Anh là một nhà doanh nhân thì thật sự ra anh đi làm hãng trước. Anh qua Mỹ gần 30 năm, Tân qua Mỹ gần 30 năm. Tân cũng làm rất là nhiều công việc, Tân cũng... từng có bằng nail, cũng đi làm nail, cũng ước mơ có những tiền nail mà không làm được. Rồi Tân đi làm hãng, đi học ra đi làm trong hãng. Thì quý vị nào mà đi làm hãng biết rồi đó, thì cũng phải, nếu không bấm thẻ mà lãnh lương tháng thì cũng bị áp lực, mà bấm thẻ thì cũng phải vậy, cũng bị áp lực. Thì Tân là một trong những người đi làm hãng, phải đi làm mới có tiền, không đi làm hãng mà nghe hãng mu đi hay là cái gì là mình đã run rồi đó. Thì thật sự một ngày đẹp trời nào đó thì Tân dời hạn, Tân nghỉ công việc ha, Tân không có còn cái công việc nữa, thì Tân ra mở kinh doanh truyền thống giống như Chi nói là làm nhà doanh nhân. Thì ra phải nói thật sự anh không có kinh nghiệm làm kinh doanh lỗ te luôn. Tân có một cái công ty rất là lớn, Tân bạo lắm, tiền bao nhiêu đó, giống như lúc mà Tân nói đó, mình muốn làm kinh doanh thì mình phải coi cái túi tiền mình có bao nhiêu. Tân dốc ra hết, Tân mở một cái công ty chuyển hàng về Việt Nam và gửi tiền về Việt Nam tại miền Nam California rất là lớn. Nhưng mà thật sự mình đâu có kinh nghiệm gì đâu, mình đi làm hãng mà, thì ra là lỗ từ lỗ tới lỗ, thế nào cũng vậy hết. Thì khi mà Tân với dược sĩ Đăng biết được cái cơ hội, biết được cái về công ty United Kangen Water này, thì Tân xin nói thật nha, Tân không nghĩ làm nhiều tiền như vậy. Tân không nghĩ, Tân chỉ nghĩ mình đặt một cái máy vô, tại vì cái mình không có chứa hàng mà, công ty này không có đòi hỏi mình phải mua inventory chứa mà, thì mình cứ đặt, mình giới thiệu thôi. Thì từ từ, giống như lúc này Tân cứ chia sẻ với cơ hội á, lúc đó là 1A là 340, 2A là 68, cái lên tới 3A, tự nhiên là Tân rất là mừng. Mừng cái gì? Mừng là mình có tiền để trả cái overhead của cái kinh doanh của mình, tháng nào cũng lỗ từ 5.000 tới 10.000 hết. Cái từ từ Tân thấy đây là một cái kinh doanh thật, đây real money. Tân nhảy vào, Tân focus, Tân làm, mới đầu Tân làm có 20% rồi 30%, bây giờ là Tân mới làm tới khoảng 50% là Tân đã đạt được cái tiền lifetime cho suốt cuộc đời của Tân rồi. Bây giờ là Tân nói 100% thì không đúng. Đúng như hồi lúc ấy Kim nói là Kim bắt đầu Kim bay, rồi Anna cũng nói là Anna đi chơi bay. Thì anh chị nào, quý vị nào mà có một cái ước mơ giống như Tân, ngày xưa Tân ngồi trong hãng 8 tiếng, Tân ước mơ là được đi vòng quanh thế giới, được đi bay, thì đây là một cái công việc giúp cho mình đi bay mà có tiền nè.
chứ không phải là bay mà không có tiền. Đó là thật sự Tân muốn chia sẻ. Thì bây giờ Tân, những anh chị đứng trên đây là hầu như là đi vòng quanh thế giới, vừa đi chơi vừa enjoy mà lại có tiền, tiền thật sự nha. Tân chia sẻ, giống như Dược sĩ Đăng có nói, mà anh Toàn anh có chia sẻ, biết được cái kênh gần là một cái phước, một cái duyên, một cái phước gì đó. Thì thật sự quý vị tối nay là đã có cái duyên rồi đó, còn cái phước là do mình chọn nữa. Ok, thank you. Cảm ơn anh Tân rất là nhiều.